10 hủ tục hôn nhân kỳ quái và đáng sợ nhất thế giới. Bạn có biết rằng con trai hoàn toàn có thể cưới và ăn ngủ với chính mẹ đẻ của mình? Tại Cameroon, người Eskimo thì khi có khách quý đến nhà sẽ ngay lập tức xài vợ, hầu hạ từng chân tơ kẽ tóc của khách nhằm thể hiện tình tương thân tương ái. Còn đối với những người Uganda, vào trước đêm tân hôn, bố chồng sẽ được test nàng dâu trước để xem khả năng giường chiếu của nàng có đạt chuẩn hay không. Chà, một video có thể sẽ khá là lùng bùng và nghe nó cứ cần cấn đâu đây, vì dường như những dân tộc này không hề quan tâm đến luân thường đạo lý. Nhưng biết làm sao được, đối với chúng ta có thể đó là một kịch bản xuống cấp trầm trọng của những giá trị đạo đức. Nhưng mà với họ, cái điều đấy nó hết sức là bình thường và mọi chuyện tất nhiên phải như vậy. Hãy chuẩn bị một tinh thần đẹp và trên hết phải rất là mạnh mẽ nhá. Bởi vì những hủ tục xuất hiện trong video này, nó vô cùng là nặng đồ đấy. 10. Con trai có thể lấy mẹ tại Cameroon. Tại Cameroon tồn tại một phong tục cưới hỏi rất là kỳ quặc. Con trai có thể lấy vợ của cha, tức là mẹ đẻ hoặc mẹ kế. Em trai thì có thể lấy vợ của anh. Mục đích của việc này chính là giữ của cải trong gia đình, không truyền lại cho người ngoài. Tuy nhiên việc này là không bắt buộc và dựa trên tinh thần tự nguyện từ cả hai phía. Thế nhưng mà đối với người tộc trưởng thì lại là một ngoại lệ. Khi tộc trưởng chết đi, con trai của ông ta bắt buộc phải thừa hưởng tất cả những gì từ người cha để lại, bao gồm cả địa vị, quyền lực, tài sản và vợ của cha hay là mẹ của mình. Độ kỳ quặc của phong tục này khiến nhiều người phải há hốc miệng vì kinh ngạc. Ngoài ra, đối đất nước còn nhiều hủ tục như Cameroon thì tư tưởng trọng nam khinh nữ ảnh hưởng rất là nặng nề. Nếu như trong đêm tân hôn, chú rể phát hiện ra cô dâu không còn trinh trắng thì lập tức có thể đuổi cô dâu về nhà mẹ đẻ và từ hôn ngay. Còn nếu như chú rể vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân với cô dâu không còn trinh trắng này thì sẽ phải tổ chức lễ cưới lại lần hai. Trong cái lễ cưới lại này, gia đình cô dâu sẽ phải trả lại mọi lễ vật cho nhà chú rể. Không những thế thì khi đón dâu, không ai trong gia đình chú rể được ra nghênh tiếp. Cô dâu cũng không được đi vào cửa lớn mà phải đi theo cửa ngách và âm thầm tiến vào phòng ngủ một mình. Nghe khá là giống với Việt Nam đúng không? 9. Quần hôn. Vào thế kỷ 19, John Humphrey đã thiết lập một cộng đồng không tưởng ở New York với tên gọi là xã hội Oneida. Nơi đây mọi người đàn ông được quyền bình đẳng kết hôn với tất cả phụ nữ của cộng đồng. Hình thức một vợ một chồng và ghen tuông được coi là tội lỗi rồi sẽ bị trừng phạt. Điều này được hưởng ứng nhiệt liệt bởi các đấng đồng dâm và những người phụ nữ có ham muốn cao. Cái xã hội Oneida này giảm tỷ lệ sinh và làm thỏa mãn phụ nữ bằng cách thực hành tiết dục nam hoặc là quan hệ tình dục mà không xuất tinh. Ngoài ra, Noel cho phép phụ nữ được phép từ chối hoặc chấp nhận có hay không quan hệ tình dục với bất kỳ người đàn ông nào, qua đó nâng cao sự bình đẳng cho nữ giới. Tuy nhiên, loại hình xã hội này có nhược điểm là tuyên truyền tính dục quá là mạnh, kéo giới trẻ vào sức mạnh thần thánh của sex. Cứ tưởng tượng khi ấy mà xem, đàn ông chăm chăm tìm kiếm phụ nữ chỉ để trịnh trọt, không khác gì thú tính của loài động vật. Noel thì bị cáo buộc đã cho cả những bé gái mới 12-13 tuổi gia nhập, trong đó liên quan đến quan hệ tình dục vị thành niên. Hình thức quần hôn của xã hội trên tồn tại qua 3 thập niên và tàn lụi với sự bất mãn ngày càng gia tăng. 8. Tục đổi vợ của người Eskimo. Người dân Eskimo sống ở vùng Bắc Cực giữa Bắc Mỹ và Đông Siberia, được cho là một trong những dân tộc thoáng nhất thế giới. Từ xa xưa, người Eskimo vẫn tồn tại tục lệ cho thuê vợ ngắn hạn. Do đó, đổi vợ cũng chỉ là một bước tiến xa hơn của tục thuê vợ. Đối với họ, đây thực sự là một việc bình thường như là những cái chuyện thường nhật khác mà thôi. Cái phong tục thuê vợ cụ thể là người đàn ông khi mà đi săn bắn được phép thuê vợ của một ai đó theo thỏa thuận định trước. Trong suốt thời gian được thuê, người phụ nữ cần đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của chủ thuê mình. Họ tin rằng với việc đổi vợ cho nhau có thể thay đổi vận mệnh và tránh xa những linh hồn xấu xa. Bên cạnh đó, bộ tộc người Eskimo vẫn duy trì tập tục cho vợ mình ngủ chung với khách lạ để bày tỏ lòng hiếu khách. Tục lệ này có ý nghĩa người đàn ông muốn chia sẻ điều tuyệt vời nhất mà được ban tặng, đó chính là người phụ nữ với khách quý của mình. Nếu đối phương từ chối, người đàn ông sẽ xem đó là hành vi thiếu tôn trọng người phụ nữ và cả gia đình của anh. Một số bộ lạc ở đây coi tình dục đồng tính là điều hoàn toàn bình thường. Người cha có thể quan hệ với con trai của chính mình mà không bị ai lên án. Cho tới nay, người Eskimo tại Siberia cũng vẫn tin rằng việc giao tiếp với phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt có thể khiến đàn ông chết chìm dưới đáy biển. 7. Bố chồng ngủ với con dâu tương lai. Khi mà nói về những nghi thức cưới xin kỳ lạ được biết đến trên khắp thế giới,
nhưng bộ lạc châu Phi thường được nhắc đến nhiều nhất. Và tục cưới xin của ngôi làng Ankole ở Uganda cũng là một trong số đó. Ankole là một trong những ngôi làng giàu có nhất nằm ở phía tây nam của đất nước Uganda. Do ảnh hưởng từ các nền văn hóa khác nhau nên văn hóa cưới xin của tộc người này cũng khá đặc biệt. Và có lẽ điều quái đản nhất trong tục lệ cưới xin ở đây đó chính là việc bố chồng ngủ với con dâu trong đêm tân hôn trước cả chú rể. Bạn không hề nghe lầm. Dù là có vẻ ghê tởm nhưng đây lại là một việc làm hợp pháp ở xứ này. Khi đưa cô dâu về nhà chồng trước khi được chính thức chung giường với chồng thì cô dâu của dân tộc Ankole sẽ trải qua một lớp học về chuyện giường chiếu do người dì của chú rể dạy. Cô sẽ phải học mọi thứ để làm sao phục vụ chồng một cách tốt nhất. Sau khi đã trải qua quá trình huấn luyện, người bố của chú rể sẽ là người đầu tiên kiểm tra trình độ giường chiếu của cô dâu. Chính nghi thức cầu hủ này khiến cho việc giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân dường như đã trở thành vô nghĩa. Đối với người Ankole, việc bố chồng ngủ với nàng dâu trong đêm tân hôn được coi là món quà tốt nhất mà người cha có thể tặng cho con mình. Có thể nói đây là hủ tục không bao giờ được chấp nhận ở các nước khác trên thế giới. Không những thế còn được cho là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Và đúng là có 102. Tại hạ xin được bái phục mà. 6. Quan hệ với 20 người đàn ông thì mới được lấy chồng. Bạn đề cao sự chung thủy một vợ một chồng, bạn e ngại việc quan hệ trước hôn nhân. Nếu vậy bạn sẽ cảm thấy đầy bất ngờ nếu đến thăm một số bộ lạc của Tây Tạng. Theo tục lệ nơi đây, một cô gái trước khi kết hôn bắt buộc phải trải qua một nghi thức vô cùng rùng rợn: quan hệ tình dục với 20 người đàn ông trong bộ lạc. Thậm chí để được công nhận, cô gái phải cố gắng làm người đàn ông đó hài lòng và xin được của họ một món đồ làm tin để về trao lại cho mẹ chồng tương lai. Lý giải cho điều này, các tộc trưởng ở đây cho biết đây là phong tục lâu đời tại một số bộ lạc. Năm xưa khi tỷ lệ dân số trong bộ tộc còn mất cân đối, nam nhiều hơn nữ, họ cho rằng khi một người phụ nữ lấy chồng là làm mất đi cơ hội lập gia đình của rất nhiều đàn ông khác. Nên là để bù đắp, nữ giới muốn kết hôn phải cho những người đàn ông khác trải nghiệm trước. Một số tư duy khác thì cho rằng cũng giống như việc bố mẹ chồng vào phòng tân hôn để hướng dẫn đôi nam nữ tại một số vùng hẻo lánh của Trung Quốc, thì việc các cô gái Tây Tạng trao thân cho 20 người đàn ông giống như là một khóa học về tình dục nhằm lấy kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân với chú rể sau này. Phơi khô cậu nhỏ của chồng cũ. Hành động man dợ và có phần đắc tội với người đã khuất này xuất phát từ một số vùng hẻo lánh tại khu vực Tanzania. Theo đó, nếu như người chồng chết trước, người vợ sẽ phải cắt rời cậu nhỏ của người qua cố, đem phơi khô và xỏ dây, đeo chúng như một loại trang sức trên cơ thể mình. Hành động này được ví như một lời nhắc nhở quá phụ phải giữ gìn tình cảm với chồng mình và một phần cơ thể thì vẫn luôn bên nhau. Hành vi này bị chúng ta lên án về độ kinh dị và mê tín của nó, khi người chết cũng không được toàn thây, còn người sống phải sống tiếp với một phần xác thịt. Tuy vậy thì với người dân Tanzania, họ cho đây là hành động rất là thiêng liêng. Việc đeo trang sức làm từ của quý của người chồng cũ chỉ kết thúc khi quả phụ sắp sửa kết hôn với một người đàn ông khác. Được biết là trong trường hợp này, họ sẽ phải thực hiện một nghi lễ xin người đã khuất cho vợ mình được đi bước nữa. Và món trang sức kia sẽ lại được chôn vào ngôi mộ của người đàn ông. 4. Tục bắt chồng ở Chu Ru, Lâm Đồng. Bạn chắc chắn đã nghe tới tục bắt vợ của đồng bào dân tộc thiểu số Hơ Mông và người Thái. Bắt vợ thì đã có từ lâu ở đồng bào người Mông. Tục bắt vợ thì đã có từ rất là lâu rồi, thể hiện sự tự do hôn nhân, giúp những chàng trai nghèo không có tiền để lo việc cưới xin. Sau khi yêu nhau, ban đêm chàng trai đến nhà cô gái để bắt cóc cô gái đưa về nhà của mình. 3 ngày sau, gia đình chàng trai đến nhà cô gái để xin cưới. Và sau một bữa cơm rượu liên hoan, cả hai chính thức thành vợ chồng. Thế còn cái tục bắt chồng thì bạn đã nghe đến hay chưa? Chẳng ở đâu xa, hãy cùng đến với mảnh đất Tây Nguyên ngay Việt Nam chúng ta để khám phá tục lệ nghe chừng rất là mới lạ này. Chu Ru là một dân tộc thiểu số rất ít người ở huyện Đơn Dương, Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngày nay họ vẫn còn giữ nhiều phong tục cưới hỏi vô cùng kỳ lạ. Vì là theo chế độ mẫu hệ nên con gái phải đi hỏi chồng với chi phí khá là tốn kém. Thế nên họ lập nên tục bắt chồng cũng vô cùng độc đáo. Điển hình nhất trong đó là nhà gái mang lễ đến xin cưới hỏi chàng trai mà con gái của họ ưng. Bắt đầu từ mùng 1 Tết cho đến hết tháng 3 âm lịch là mùa bắt chồng diễn ra rộn ràng ở Tây Nguyên. Theo phong tục thì khi đã ưng ý một chàng trai nào đó, cô gái sẽ về thông báo với gia đình. Và ban đêm, khi mọi người đã say giấc nồng, thiếu nữ cùng 10 người thân gia đình sẽ đến nhà trai.
Khi đến nơi, nhà gái sẽ vừa dùng lời lẽ thuyết phục, vừa cố đeo chiếc nhẫn làm bằng bạc với một chút phần châu sáp ong vào tay chàng trai đó. Nếu gỡ ra, nhà trai sẽ về mổ châu đền, còn đồng ý thì bên kia sẽ mang sinh lễ đến xin về. Thường thì những đám bắt chồng đều thành công, bởi vì ngày nay nam nữ đã có dịp tìm hiểu và yêu thương tha thiết. Tục bắt chồng chỉ là một cái cớ để những cô gái nhà nghèo có thể kiếm được một tấm chồng ưng ý mà thôi. 3. Đổ chất thải lên cô dâu chú rể. Tập tục bôi bẩn cô dâu chú rể trước ngày cưới là một truyền thống có từ rất lâu ở Scotland. Có thể nói đây là một tập tục vô cùng kỳ quặc và đem lại cho mọi người chút cảm giác ghê rợn. Trước khi về nhà chồng, cô dâu sẽ bị người nhà chú rể ném đủ thứ như là bột mì, lòng trứng, lông chim, đồ ăn thừa hay là đầy thứ bốc mùi khác nữa từ đầu xuống đến chân. Ngoài ra, cô dâu chú rể cũng sẽ bị đổ mật đường hay là bôi nhọ nồi để xua đuổi đi những điều xấu. Sau khi đã phủ kín mình trong hỗn hợp, cô dâu và chú rể sẽ phải diễu hành qua con phố để mọi người nhìn thấy mình, sao cho càng nhiều người nhìn thấy càng tốt. Người dân Scotland tin rằng tập tục này là để trừ tà, và làm như vậy thì các cặp vợ chồng sẽ không ngoại tình sau này. Hiện thì phong tục này vẫn đang còn diễn ra tại một số khu vực của Scotland. 2. Cô dâu khóc than giết gà con ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, tộc người Thusa có một phong tục cưới hỏi rất đặc biệt. Đó là trước ngày cưới một tháng, cô dâu sẽ phải khóc than thảm thiết 1 giờ mỗi ngày. 10 ngày đầu tiên mẹ cô dâu sẽ là người khóc cùng, 10 ngày tiếp theo thì có thêm bà ngoại. Đặc biệt hơn là đến 10 ngày cuối cùng của tháng, tất cả những người phụ nữ có họ hàng với cô dâu sẽ đều khóc lóc kêu gà thảm thiết để thể hiện sự buồn bã khi có con gái phải đi lấy chồng. Hay có thể kể đến phong tục cưới hỏi kỳ lạ không thua kém, đó chính là cô dâu và chú rể trước khi cưới phải chọn ngay bằng cách giết một con gà con, sau đó mang con gà đó đến cho thầy bói xem thì bao giờ cưới là tốt. Nếu như không xem được thì họ phải giết gà đến khi nào xem được thì thôi. Phong tục này ngày nay vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, nhưng đa phần bị phản đối dữ dội. Minh hôn, hôn nhân với ma quỷ. Nhiều quốc gia trên thế giới chấp nhận cho phép kết hôn với người đã chết hoặc là giữa hai người chết với nhau. Chuyện kể rằng xa xưa ở Trung Quốc, một vị quan qua đời được chôn cùng một phụ nữ để ông không bị cô đơn khi sang thế giới bên kia. Ngày nay tập tục minh hôn vẫn còn được áp dụng. Theo đó, những kẻ trộm mộ thường lấy xác của những cô gái trẻ phục vụ minh hôn. Những xác gái trẻ này mới chôn có giá dao động từ 16.000 đến 20.000 nhân dân tệ, tức là từ 2.600 đến 3.300 đô la Mỹ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến minh hôn, trong đó có phong tục cho rằng em trai phải kết hôn sau anh trai. Nếu mà người anh qua đời, buộc phải tổ chức minh hôn để tránh cho người em bị đen. Vong hồn người anh sẽ không của trách vì chưa kịp lấy vợ đã qua đời. Cộng đồng người Hoa ở Singapore cũng khá là quen thuộc với hình thức cho hai người qua đời kết hôn với nhau. Đôi khi đám tang hôn lễ được tổ chức vào cùng một ngày, thậm chí đã xuất hiện môi giới minh hôn. Minh hôn cũng tồn tại ở xã hội người Nùa và Oat ở Nam Sudan thuộc châu Phi. Nếu một người đàn ông chưa vợ qua đời, buộc vợ của người anh, người em, người quá cố phải thực hiện minh hôn. Đứa trẻ của người phụ nữ này cũng được coi là con của người chết. Trong khi đó thì văn minh Hy Lạp cổ có hình thức gọi là Epikleros, tương tự với minh hôn. Và nếu những hủ tục kỳ quái là chủ đề yêu thích của bạn, kính mời các bạn đón xem tiếp video. 9 hủ tục làm đẹp kinh dị của phụ nữ khiến những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng phải khóc thét, đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.